Vâng nha, em xin chào các anh. Em test cái con này lên cho một bác khách ở Hà Giang nhé. Hình như là bác ở Hà Giang này, phải vào đây. Bác gọi điện số đuôi là 9567 đấy. Xem nào. Số đuôi điện thoại của anh ấy là 7659. Không phải 7657 nhé, số đuôi là 7659. Thì anh ấy có nhu cầu là đặt mua con MS5DV này. Thì con này nó giá là 1.450.000. Em có quay cùng một con máy nữa là con MS5DV hay MG5DV gì đấy, em không nhớ lắm bởi vì là hàng quay rất là nhiều và nhiều khi không thể nhớ hết từ video mình quay có những cái gì. Thì theo yêu cầu của anh em sẽ test con MS5DV này lên nhé. Này, test các cái đường vào và đường ra loa cho anh nhé. Này, máy đây nha, đúng con máy anh hỏi chưa. Con này anh nhận thì là nó sẽ có series là 6225. Đấy. 6225 nhé. Đây em bắt đầu test cho anh này, đầu tiên là đường quang, đường tape in và đường serial in nhé, có 3 đường vào, test cả 3 đường vào nhé. BCM in là đường quang này. Thì đầu tiên đường quang lên. Đấy. Em đang bật đường, em đang cắm ở đường quang rồi nhưng em chưa bật tín hiệu quang lên nhé, thì bây giờ em bật lên này. Đấy. Dây loa thì đang cắm ở đây rồi. Vặn tiếng lên mà nó có lên tiếng là nó lên tiếng rồi. Đấy. Chỉnh bass tép với nhận tông này. Ra bass thì xoay lên này. Để tăng bass này, xoay về giảm bass này. Ấn tiếp lần nữa ra tép này, xoay lên tăng tép, xoay về giảm tép nhé. Chế độ SDB để tăng cường tiếng bass. Sớm mai thức giấc. 2 chế độ khác nhau về cái giải tiếng nhé. Sau thì mình sẽ tiếp được kết thúc nhé. Đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cánh. Đời mong manh quá. Ấn tiếp này, like này. Để chuyển các đầu vào anh ấn cho em chữ nai nhé. Đường tép thế là đường điện thoại và đường CR, đường điện thoại có hai đường nhé. Em test test trước đường tép này. CRIN này. Con này chạy ok anh nhá. Đấy con này nếu anh lấy thì đây sẽ là cứ đi test máy của anh luôn nhá. Vâng. Ok em xin chào anh.